Rồi các bạn bấm vào chữ đã hiểu. Chúng ta học bài nhá. Hôm nay chúng ta học bài 8, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Xin mời một bạn đọc cho thầy nội dung của bài 8. Đọc bài nhá. Xin mời bạn Như Quỳnh nhỉ. Dạ thưa thầy, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở có các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E với số học sinh lần lượt là 40, 45, 39, 44, 42. Tiếp tục. Dạ. A. Lớp nào có thể xếp thành hai hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau? B. Lớp nào có thể xếp thành 5 hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau? Rồi. Cảm ơn bạn Như Quỳnh. Đấy. Khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở có các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. Như vậy có tất cả là 5 lớp. Với số học sinh lần lượt là 40, 45, 39, 44, 42. Và có hai đề bài, có hai câu hỏi. Câu A, lớp nào có thể xếp thành hai hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau? Để ai trả lời được câu hỏi này, xin mời bấm nút giơ tay. Xin mời bạn đấy, thầy thấy là những cái bạn học ở Bình Thắng ấy, tích cực quá. Giơ tay đứng ở trên cùng luôn. Xin mời bạn Thanh Minh nhỉ? Bạn Thanh Minh nhỉ? Thanh Minh mở mic lên trả lời nhỉ? Thanh Minh chứ. Đếm đếm Các đổi bạn tên cái thầy à, đếm đổi rồi vậy thì mời bạn bạn, bạn khác đi thành để lúc lúc sau. Mời bạn Hoàng Minh nhỉ. thưa thầy, những lớp có thể xếp thành hai hàng với số lượng học sinh mỗi hàng là như nhau là lớp 6A, lớp 6D và lớp 6E. 6A này, 6D này, 6E. Tại sao? Tại vì số học sinh của mỗi lớp đều chia hết cho hai. Chính xác. Lớp 6A có 40 học sinh, 40 chia hết cho 2. Khi xếp thành hai hàng thì mỗi hàng sẽ có là 40 chia 2 là 20 em học sinh. Lớp 6D có 44 em học sinh. Xếp thành hai hàng thì mỗi hàng sẽ có 44 chia 2 là được 22 học sinh. Và cuối cùng là lớp 6E có 42 học sinh. Thì nếu mình xếp thành hai hàng, mỗi hàng sẽ có 42 chia 2 là được 21 học sinh. Câu trả lời là các lớp có thể xếp thành hai hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau, đó là lớp 6A, 6D và 6E. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Câu B, lớp nào có thể xếp thành 5 hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau? À, ai trả lời được câu hỏi này? Xếp 5 hàng mỗi số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau. Đấy, thầy một một số bạn giơ tay này. Có bạn Trung Tín giơ tay nào? Trung Tín nào? Dạ thưa thầy là lớp 6A với lại lớp 6B. Tại sao? Tại vì hai số có dấu hiệu chia hết cho năm. À, tại vì hai số nào? Số 40 và số gì đây? 45. 45 là cùng chia hết cho 5. Do đó, nếu khi xếp lớp học sinh lớp 6A thành 40 em này thành 5 hàng á, thì mỗi hàng sẽ có 40 chia 5 là 8 học sinh. Còn nếu như xếp lớp học sinh lớp 6B là 45 em này thành 5 hàng, mỗi hàng sẽ có 45 chia 5 là 9 học sinh. Còn các lớp còn lại là số học sinh không chia hết cho 5. Vậy thì thông qua ví dụ này, các bạn đã mường tượng được, đã biết được một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 5 rồi. Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái bài 8 này nhá. Trước tiên thì các bạn hãy ghi cho thầy cái tựa bài 8 vào vở. Ghi tựa bài vào vở cho thầy. Ghi bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Bài 8 vào vở nhá. Rồi. Tiếp tục. Một lớn dấu hiệu chia hết cho 2.
Các bạn ghi mục một lớn vào vở. Các bạn hãy đọc cho thầy cái dấu hiệu chia hết cho hai. Đây là cái phần chữ màu tím đây. Cái này chúng ta đã học ở tiểu học rồi, chúng ta chỉ ôn tập lại thôi đúng không? Ta không cần tìm hiểu nhiều nữa. Đi thẳng một vấn đề luôn. Nhắc lại tiểu học thôi. Xin mời bạn Tấn Tài nào, đọc cho thầy cái khái niệm dấu hiệu chia hết cho hai. Mời Tấn Tài mở micro lên. Dạ là các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. Rồi. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. Thầy đề nghị các bạn dành thời gian 1 phút học thuộc lòng dấu hiệu chia hết cho 2 cho thầy. Thuộc lòng. Đây chính là dấu hiệu chia hết cho 2. Rồi, còn lại 50 giây. Học thuộc lòng đi nhá. Ai học thuộc lòng rồi thì comment số 2 luôn nhá. Rồi, có đến 37 bạn comment, 39 và 40 bạn. Vô lý thật, có những bạn comment 2 lần rồi. Rồi, rất nhiều bạn comment số 2 rồi. Tuyệt vời, hoàn thuộc rồi. Bây giờ chúng ta xét ví dụ 1, các bạn hãy quan sát. Số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2 trong các số sau. Đây, cho các số là thứ nhất là số 9497. Số này là không chia hết cho 2 bởi vì chữ số tận cùng của nó là số 7. Tiếp theo là số 38.634. Số này chia hết cho 2 bởi vì tận cùng của nó là chữ số chẵn là 4 đấy. Chia hết cho 2. Số 276 chia hết cho 2 luôn. Thì tận cùng là 6. 123 này không chia hết cho 2. 9.180 chia hết cho 2 bởi vì tận cùng là 0. 52.871 không chia hết cho 2. Bởi vì tận cùng là 1. Trước dưới này người ta có giải thích cho các bạn thấy không? Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2 cũng như là vừa tìm hiểu xong ví dụ 1. Vận dụng chúng ta sẽ làm hỏi chấm 1. Hỏi 1. Các bạn hãy suy nghĩ để làm câu hỏi 1 cho thầy. Nào chưa học thuộc cái dấu hiệu nhận biết chia hết cho 2 thì về nhà học thuộc tiếp nhé. Bắt buộc phải học thuộc. Thời gian suy nghĩ là 1 phút nhé. Phải đi cắm cái sạc máy tính nhé.
Một số bạn đã comment vô một chat rồi, rất tuyệt vời. Các bạn rất giỏi, rất nhanh. Ở đây chúng ta có hai câu hỏi. Câu số 1. Có bao nhiêu số từ số 7210 cho đến số 7220 chia hết cho 2? Có bao nhiêu số? Tốt nhất thì chúng ta, nếu mà ít thì chúng ta có thể liệt kê được những số này luôn. Thầy xin mời một bạn trả lời nhé. Bạn Ngô Đức An nào. Ngô Đức An nào. Alo Đức An trả lời. Dạ. Thầy nghe chưa ạ? Rồi thầy nghe rồi. Dạ con làm từ số chia hết cho 2 ạ. Mấy số? Con làm chữ số ạ. Từ này 7210 này đến này 7220 này có 5 số chia hết cho 2 thôi ạ. Dạ. Đó là 7212. Rồi, tiếp theo. 7214. Rồi, tiếp theo. 7216. Tiếp nữa. 7218. Tiếp theo. 7220. Các bạn hãy comment coi bạn Đức An thiếu mất một số nào. Đức An bà comment thiếu một số nào đấy. Đức An biết là bạn thiếu số nào không? 7210. Đúng rồi. Tính từ số 7210 như vậy là số 7210. Cũng chia hết cho 2. Đây là các số có tần cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Cho nên là số chia hết cho 2. Còn các số xen giữa các số này là số lẻ thì không chia hết cho 2. Rồi, như vậy là đó là câu hỏi số 1. Tiếp tục, ta sang câu hỏi số 2. Số 2. Các bạn hãy nhanh chóng comment đáp án của câu 2 nhé. Xin mời bạn có ai biết không? Hãy từ các số 1, 4 và 8 là từ 3 số này nhé. Hãy viết tất cả các số có 2 chữ số. Số có 2 chữ số. Khác nhau. 2 chữ số này phải khác nhau nhé. Và chia hết cho 2. Để bạn Nhật Anh 66. Như vậy là ta sửa lại nha. Ta sửa lại chỗ này cho nhá. Phải 5 số mà là bao nhiêu nhỉ? 6 số. Nha. Ừ. Sửa lại cái chỗ bạn... này là Đức An nói. Và tiếp tục đi. Là 4 số. Những số đó là 14, 18, 48 và 84. À, từ các số 1 48 8 viết được các số viết được. Okay. Các số có 2 chữ số, ta phải viết lời giải đấy chứ. Đây là các số có 2 chữ số khác nhau, chia hết cho 2 là số đầu tiên là số mấy? Đâu rồi, bạn tắt mic mất rồi hả? Tắt mic được rồi, chưa gọi xong mà. Bạn Phạm Hoàng Nam nào, tao có thấy cái nào? Đó là các số nào? Dạ thưa thầy, các số đó là 14, 18, 48 và 84. 14 này, chính xác. Đây là số có 2 chữ số khác nhau, chia cho 2. Rồi 18 này,
Chính xác. Hai chữ số tổng cộng là 8. Rồi gì nữa em? Cái gì đã tắt mic rồi? Dạ thưa thầy là 40. Dạ thưa thầy là 48 và 84. 48 đúng rồi. 84 đúng luôn. Hết chưa nhỉ? 14, 18. Dạ hết. 48, 84. Đây là các số có hai chữ số được lập từ các số là 1, 4, 8 mà lại chia hết, các số này lại chia hết cho 2. Để thầy coi bạn Ngô Đức An kìa, lập thành số có 3 chữ số rồi kìa. Đề bài yêu cầu lập thành các số có 2 chữ số. Bạn Ngô Đức An không hiểu đề bài hả? Mình viết thành tất cả các số có 2 chữ số. Bạn Ngô Đức An lại viết thành là các số có 3 chữ số rồi. 148, 184. Rồi có 3 chữ số là không thỏa mãn đề bài bạn Đức An. Đấy. Các bạn phải đọc kỹ đề chứ. Rồi, những bạn khác thì thầy đang gọi bạn này một bạn trả lời, thì những bạn khác là nhanh chóng comment đáp án nhá. Rồi. Ai hiểu lời giải của cả hai câu hỏi vừa rồi hãy comment cho thầy số 2 nè. Ai hiểu comment số 2 nè. Rồi, tuyệt vời, các bạn hiểu rồi. Nhớ chép bài vô được vở đầy đủ nhá. Nhớ chép bài vào vở đầy đủ cho thầy nhá. Rồi, tuyệt vời. Tiếp tục. Chúng ta sang mục 2 lớn, tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho năm. Nhất là nhắc lại kiến thức tiểu học thôi. Đã học hồi tiểu học rồi mà. Dấu hiệu chia hết cho năm. Các bạn ghi mục 2 lớn vào vở. Để chép bài đầy đủ. Hai lớn. Rồi. Xin mời một bạn đọc có thầy dấu hiệu chia hết cho năm. Nhắc lại dấu hiệu này đã học ở tiểu học rồi. Nhắc lại thôi đúng không? Xin mời bạn Minh Châu nào. Minh Châu đọc có thầy cái nào? Dạ hay là các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho năm và chỉ những số đó mới chia hết cho năm. Rồi, mời bạn Yến Nhi đọc lại nào. Yến Nhi đọc lại nào. Dạ thưa thầy, dấu hiệu chia hết cho năm là các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho năm và chỉ những số đó mới chia hết cho năm. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy ta nhắc lại nhé. Dấu hiệu chia hết cho năm, các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho năm. Và chỉ những số đó mới chia hết cho năm. Bây giờ hãy dành thời gian 1 phút ra để học thuộc dấu hiệu nhỉ? Chia hết cho năm. Khi nào thuộc rồi thì hãy comment số 3 vào mục chat. Rồi, tuyệt vời, rất nhiều bạn thuộc rồi. Rồi. Ta quan sát ví dụ 2 nhé. Thầy giảng ví dụ 2 này. Số nào chia hết cho 5, số nào không chia hết cho 5 trong các số sau. Đầu tiên là số 1203. Số này là tận cùng là 3, không chia hết cho 5. Số 3482. Tận cùng là 2, cũng không chia hết cho 5. Số 1985. À, số này có chứ. Số này tận cùng là 5 thì chia hết cho 5. Thỏa mãn dấu hiệu nhỉ? Chia hết cho 5. 379 tận cùng là 9, không chia hết cho 5. 638 tận cùng là 8, không chia hết cho 5.
Và cuối cùng là số 2010. Số này có thực là không, chắc chắn chia cho 5. Thế này là có lời giải thích. Bây giờ ta cũng làm tương tự. Ta sẽ vận dụng để làm câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 nhé. Mời một bạn đọc có thầy câu hỏi số 3 nào. Thầy xin mời bạn V68 đọc câu hỏi số 3 nào. V68 nào. Vì tại sao không đổ bích nhỉ? Bạn Quỳnh Hương nào. Quỳnh Hương đọc câu hỏi nào. Dạ thưa thầy, là một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào? À, bạn đọc cái đề bài chưa? Nếu biết rồi thì hãy comment vào một chat cho thầy đi. Ai biết rồi comment vào một chat. Một số mà chia hết cho cả số 2 và cả số 5 thì tận cùng là chữ số nào? Muốn biết thì chúng ta phải xem lại dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5. Bạn quan sát thế này. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Và chỉ những số đó chia hết cho 2. Còn dấu hiệu chia hết cho 5. Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 5. Như vậy rõ ràng là kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 lại, ta thấy là các số có chữ số tận cùng là 0. Chính xác rồi, nhiều bạn có bằng rất tuyệt vời. Là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. Rồi mình sẽ trả lời nhé. Rồi, giải. À, giải đây là gì nhỉ? Các số. Một số mà chia hết cho. Cả 2 và 5. Thì có chữ số tận cùng là không. Rất tuyệt vời, chính xác. À, một số chia cho cả 2 và 5 là tận cùng là chữ số không. Chúng ta có thể cho thêm một số ví dụ được không? Ví dụ không? Như ở trong cái một số chia hết cho 2 và 5 tận cùng là 0 nào. Thầy lấy ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên là số 10 đi. Số 10 là tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. 10 chia 2 được 5, 10 chia 5 được 2 đúng không? Và các bạn hãy comment thêm những ví dụ khác vào một chat cho thầy nào. Các bạn hãy comment những ví dụ khác này. À, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vân vân vân. 100, 110, 120, vân vân. Chính xác. Cứ miễn là tận cùng là 0. Đấy, 10, 20, vân vân, 30, vô số số, là không đếm hết được. Số có tận cùng là 0, chia hết cho cả 2 và 5. Ok chưa? Như vậy là ta vừa học xong phần lý thuyết rồi. Bây giờ chuyển sang phần bài tập. Bài tập. Cứ học một tí xong mất lý thuyết rồi. Đó. Sau khi học xong bài, ghi chép bài xong thì nên về nhà dành thời gian đọc lại bài một lượt các bạn. Ít nhất là một lượt. Ngẫm nghĩ, đặc biệt là những câu mình chưa hiểu lắm. Tự tay mình giải lại những câu đó để cho nhớ lâu, khắc sâu vào đầu. Chứ không, và không nên là học bài thì ghi chép bài đầy đủ, nhưng học xong cất cuốn vở đi rồi mình không xem lại bài nữa thì nó cũng không khắc sâu vào đầu đâu. Bí kíp của những người học giỏi là họ dành thời gian tự học rất là nhiều. Rồi. Mời một bạn đọc có thầy đề bài tập 1 nhé. Xin mời bạn
Kim Kim đọc đề bài. Dạ thưa thầy, bài số 1 cho các số 82.980, 5.975. Không. 82 riêng á, 980 riêng á, đọc lại đi. Dạ. Cho các số 82.980, 5.975, 49.173, 756.598. Trong các số đó, A, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. B, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. C, số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5. Bây giờ các bạn hãy nhanh chóng comment đáp án của câu A và một chat cho thầy. Thầy sẽ gọi một bạn trả lời miệng. Nhưng mà thực chất những bạn khác cũng đang được trả lời bằng trả lời comment. Học online nó có điều thú vị một cái là ai cũng có quyền được trả lời. Mình không trả lời miệng, trả lời comment. Cũng đó, cái comment đó thể hiện cái trí tuệ của mình. Trí tuệ của mình đang là chất xám của mình, đúng không? Đúng hay sai? Đấy, thầy chỉ mời được một bạn trả lời thôi, trả lời miệng thôi, nhưng mà những người khác trả lời bằng comment thì cũng là trả lời. Xin mời bạn Quốc Tuấn nào. Dạ thưa thầy, câu A. Câu A là 5.975. À, em phải đọc lời giải đầy đủ hả bạn Quốc Tuấn ơi. Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là. Dạ thưa thầy là số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là 5.975. À rồi. Như vậy là bạn Quốc Tuấn tìm được một số. Thầy sẽ viết lại lời giải đầy đủ. Chứ không phải là viết mỗi đáp án đó các bạn ạ. Làm toán nhưng mà phải viết cách trình bày lời giải đầy đủ. Để đạt điểm cao tuyệt đối. Vậy câu A sẽ là gì? Câu A nhỏ. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là. Các bạn ghi lời giải đầy đủ giống như thầy ghi. Thầy copy ở trên xuống khỏi phải ghi thôi. Nhưng mà các bạn thì copy đâu được đâu. Các bạn ghi ở trong vở thì phải ghi đầy đủ như thế. Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là 5.975. Được một số hả? 5 nhưng không chia hết 2. Ai đồng ý với bạn Quốc Tuấn thì hãy comment cho thầy số 1. Comment số 1. Tuyệt vời. Bây giờ tiếp theo đây, hãy comment đáp án của câu B. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Là số nào? Đấy. Đấy, câu B. Nhưng chẳng còn mà đáp án câu B nhá. Số chia hết cho 2 nhưng không chia cho 5 là. Xin mời bạn Quốc Việt nào. Quốc Việt trả lời nào. Thưa thầy là số 82 và số 756.590. 82 756.000
598. Đây là hai số mà chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Học lý nhỉ? Rồi, để coi comment có những bạn khác nào. Rồi. Chính xác, rất nhiều bạn comment, tuyệt vời, chính xác. Đối giao y comment nhiều quá, mà một lần thôi. Tấn Tài comment sai đây kìa. Tấn Tài comment dư một số rồi kìa, 980 kìa. Có bạn comment là số 598, đâu có số 598 đâu. Bạn Bảo Khánh này. Khánh này, đó có dấu phẩy đâu có đúng đâu. 765,598 đâu có đúng. Không được comment số phẩy ở đó. Rồi. Tiếp tục, bây giờ cuối cùng là hãy comment câu C cho thầy nào. Comment câu C đi. Tất cả comment câu C của bạn. Số không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5. Kỹ nhá. Không chia hết cho 2 cũng không chia hết cho 5. Là số nào? Nhớ ghi vào vở đầy đủ cho thầy. Thầy xin mời bạn Bảo Khánh nào. Mời Bảo Khánh nào. Rồi, dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy là 49.173 là một số mà không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là hoàn toàn chính xác. Đúng rồi. 49.173 là không chia hết cho cả 2 và 5. Vậy thì bây giờ thầy có thêm một câu hỏi mở rộng nhé. Số nào trong các số đề bài cho ở tập 1 chia hết cho cả 2 và 5? Số nào chia hết cho cả 2 và 5? Hãy comment vào một chat cho thầy. 5 là số nào? À, 980. Đúng rồi. Chính xác. 980 là số có tận cùng là 0. Do đó, chia hết cho cả 2 và 5. Số này chia hết cho cả 2 và 5. Chính xác. Rất tuyệt vời. Ta vừa hoàn thành xong bài tập 1. Đơn giản vậy thôi. Nhớ ghi lời giải đầy đủ. Ta sang bài tập 2. Nhớ nhé. Chúng ta có các thứ 6 hàng tuần là chúng ta học số. Còn chủ nhật á xen kẽ, chủ nhật này học số, chủ nhật sau học hình, xen kẽ nhá. Rồi. Trước tiên thì mời bạn đọc bài tập 2 nhá. Đọc bài tập 2 nhá. Xin mời bạn Lê Hoàng Hiếu. Dạ thưa thầy, bài tập 2, tìm chữ số thích hợp ở dấu sao để số 212, 2102 sao thỏa mãn mọi điều kiện sau. A, chia hết cho 2. B, chia hết cho 5. C, chia hết cho 2 và 5. Rồi, cảm ơn bạn. Các bạn đọc ý đề nhé. Tìm chữ số thích hợp vào dấu sao để số 2120 sao. Số này thực chất là 2120 mấy ấy, chưa biết sao là một sao là số có một chữ số. Thì chưa biết số nào đây nhưng mà ta sẽ đọc đầy đủ 2120 sao. Ví dụ giả sử như sao là số 5 thì 2125.
sao là số 6 thì 2126 đúng không? Bây giờ sao chưa biết là số nào thì ta sẽ đọc là số 2120 sao. Và có gạch ngang ở trên đầu thế này. Tại sao ta phải gạch ngang ở trên đầu? Là bởi vì cái số này là có chứa cái chữ số sao này, có dấu sao này, chưa hiện nguyên hình, chưa biết là số nào cả. Do đó tạm thời phải gạch ngang trên đầu để gắn kết bốn số này lại thành 2120 sao. Gạch ngang cả bốn số này. Không gạch ngang trên đầu là không cấu thành có bốn chữ số. Thầy quy ước như thế. Rồi. Bây giờ hãy tìm chữ số, điền số thích hợp và dấu sao để câu A nhỏ là thỏa mãn số 2120 sao này chia hết cho 2. Hãy comment đáp án câu A nhỏ cho thầy này. À, Minh Phúc 02468. Rồi, nhiều bạn comment 02468. Đây là câu trả lời chính xác. Đã học rồi. Để số này chia hết cho 2 thì số tận cùng phải là chữ số 02468 đúng không? Như vậy là để 2120 sao gạch ngang trên đầu nhá. Chia hết là dấu 3 chấm. Chúng ta học hôm trước rồi. Dấu chia là 2 chấm. Còn dấu chia hết là 3 chấm. Chia hết cho số nào? Chia hết cho 2. Bây giờ chúng ta dùng dấu 3 chấm để dùng lời nữa nhé. Thì có hai bạn bữa hôm trước không học. Rồi không học. Nhớ là coi video YouTube nha để biết nha. Dấu chia hết là 3 chấm. Để số này chia cho 2 thì sao của ta là sẽ gì nhỉ? Là những số 02468 tức là sao thuộc cái tập hợp thuộc dấu thuộc. Trong những bài đầu tiên là chúng ta đã học về dấu thuộc chưa? Rõ ràng là học về dấu thuộc rồi đúng không? Ngay từ những bài đầu tiên là chúng ta học rồi. Thuộc tập hợp dấu ngoặc nhọn là tập hợp các số 0.2.4.6.8. Rồi. Ta đóng ngoặc nhọn lại. Như vậy để 2120 sao chia hết cho 2 thì sao sẽ là thuộc tập hợp gồm 5 số này. Thay bất kỳ số nào trong 5 số này vào dấu sao thì đều chia hết cho 2. Tương tự như vậy các bạn hãy làm với thầy cô B này. Nhớ cách trình bày cho thầy nha. Cũng phải là mai mốt lên trường làm bài thi chứ. Tự nhiên viết 02468 người chấm bài không hiểu đã viết cái gì. Có lời giải logic chặt chẽ. Viết lấy điểm tối đa nha. Thầy tiếp xúc với nhiều phụ huynh của các bạn, có những phụ huynh rất giỏi, những phụ huynh giỏi thời đi học là học toán là giỏi, nhưng mà bây giờ chỉ cho các bạn nhiều khi những phương pháp nó cao quá vướng với bản trình bày chứ không phù hợp với cái lứa tuổi, với cái khối đó, cấp đó, thì ra là nhiều khi các bạn không đạt điểm cao. Thực chất là phương pháp đó là đúng nhưng mà chưa phù hợp với cái độ khối đó. Đấy. Tiếp tục câu B nào. Điền chữ số thích hợp ở dấu sao để số 20120 sao thỏa mãn điều kiện là chia hết cho 5. Chúng ta cũng trình bày lại giải y chang vừa rồi. Để chúng ta cũng là để thôi. Để thì y chang vậy thôi. Để copy nhé. Copy cái để thì này nhé. À. Để số
2120 sao này chia hết cho 5. 5. Thì sao sẽ thuộc tập hợp gồm những số nào? Sao thuộc tập hợp gồm những số nào? Xin mời bạn Anh Tú. Anh Tú. Rồi anh Tú mở mic lên trả lời nào. Thưa thầy là 05 thầy. À 0. Và 5. Rồi, chính xác. Đóng mộc nhọn lại cho nó đẹp nhá. Nhiều bạn biết mộc nhọn là không có đẹp nhá. Biết mộc nhọn là phải đẹp không? Rồi, chính xác. Nếu sao là 0 thì ta có số 2120 chia hết cho 5. Còn nếu sao là 5 thì sao? Ta có 2125 chia hết cho 5. Vậy ta có được cả hai số điền vào chỗ sao thỏa mãn, đó là 0, 5. Sao thuộc tập hợp 0, 5. Rồi. Tiếp tục câu C. Nhanh chóng comment đáp án câu C nào. Nhiều bạn đã vội vàng comment câu C sớm quá. Ta cũng trình bày giống như vừa rồi thôi. Câu C trình bày vừa rồi luôn. Để ta cũng là để như vậy. 2100. Vậy sao? Chia hết cho cả 2 và 5. Chia hết cho cả 2 và 5 ta không biết tắt được. Cái bài chậm như thế. Chúng ta phải dùng lời rồi. Ở đây có hai số mà. Chia hết cho cả 2 và 5 thì sao là số nào? Sao là số nào? Có 98 comment. Sao là số nào? Quỳ Hải Bình comment sai rồi kìa. Comment sai kìa. Ngô Đức An comment số 1 sai luôn kìa. Đỗ Giao Y comment số 0 chính xác. Sao chỉ có thể là số 0 thôi. Thì sao của ta là bằng 0. Duy nhất chính xác. Rồi. Để 2100 mày sao chia hết cho cả 2 và 5 thì sao bằng 0. Rồi. Tiếp tục. Ai hiểu được lời giải của bài tập 2 này rồi thì hãy comment số 2 vào một chat. Comment số 2. Rất tuyệt vời, rất nhiều người comment số 2 rồi. Rất tuyệt vời. Bây giờ ta sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 3. Tập 3 ta làm nhanh cái nhá. Rồi. Xin mời một bạn đọc đề bài tập 3 cho thầy nhé. Mời bạn. Hữu Khang nào, Hữu Khang đọc đề bài nào. Hữu Khang đọc đề bài. Mở micro lên mới đọc được Hữu Khang ơi. Máy em đang bị lá em bật. Cái này dạ em đọc
Bài 3, từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho A. Các số đó chia hết cho 2. B. Các số đó chia hết cho 5. C. Các số đó chia hết cho cả 2 và 5. Rồi. Các bạn suy nghĩ để làm bài nhé. Từ các số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho. Câu A nhỏ là các số đó chia hết cho 2. Mình phải dùng lời giải đầy đủ. Chứ không thể là viết mỗi đáp án không. Lời giải đầy đủ cho thầy. Câu A. Một số bạn hãy comment đáp án câu A cho thầy đi. Nhìn tay đâu, comment đáp án câu A cho thầy đi. Từ các số 0 này, 2 này và 5 này, ta viết từ các số 0, 2, 5, viết được thành các số có hai chữ số mà chia hết cho 2 là. Thầy thấy nhiều bạn comment trong chat rồi. Số thầy sẽ gọi một bạn phát biểu. Một số bạn tích cực trả lời luôn cả 3 câu ABC rồi. Chúng ta từ từ để chờ bạn khác một tí. Mời bạn Phạm. Mời bạn Thành Trung nào. Bạn Thành Trung. Thành Trung trả lời. Đó là những số nào? Thầy, đó là những số 20 và 50. Số 20 này. Số 50 này. Hết chưa Thành Trung? Hết rồi thầy. Hết rồi à? Mời một bạn khác bổ sung nhé. Mời bạn Đỗ Gia Uy bổ sung nào. Dạ thưa thầy, từ các số 0, 2, 5 viết được thành các số có hai chỉ số chia cho 2 là 20, 50 và 52. Như vậy là có thêm được một số, đó là số 52. 52 tận cùng là 2 này. Chia hết cho 2 này. Bây giờ hết chưa nhỉ? Ai thấy hết rồi comment chứ hết coi nào. Hết thì comment. Chứ hết nhỉ? Chính xác rồi, hết rồi. Tiếp tục chúng ta đến với câu B. B. Rồi, bạn nào trả lời xong tắt mic đi. Đi. Từ các số 0, 2, 5 viết được thành các số có hai chữ số mà chia hết cho 5 là. Chia hết cho 5 là. Chúng ta viết lời giải đầy đủ như thế, chuẩn mực. Thực chất thì trong cái câu này nhé, riêng câu này nhé, các bạn viết câu A các số thỏa mãn đề bài là 20, 50, 52 cũng được rồi. Câu B cũng vậy, các số đề bài là cũng được rồi. Bây giờ câu B nào, bạn nào mời một bạn trả lời câu B nhé. Vũ Gia Hào rất là tốt luôn đó. Gia Hào đang học lớp mấy trên trường nhỉ?
Dạ thầy, em học sinh lớp 6N4 thầy. À, bên Bình Thắng hả? Dạ. À, rồi, trả lời đi. Dạ thầy, từ các số 0, 2, 5 viết được thành các số có hai chữ số chia hết cho 5 là 50, 20 và 25. Số đầu tiên là 50 hả? Dạ. Rồi đến số nào? Dạ 20. 20 à? Số tiếp theo? Dạ là 25. À, đây là những số có tần cùng là 0 hoặc 5 thì chỉ hết cho 5. Đúng rồi. Có bạn nào bổ sung số nào nữa không? Nếu không bổ sung thì comment chữ hết. Ai không bổ sung thì comment chữ hết. Có người bạn Yến Nhi comment là số 55 nhỉ? 55 cũng là một số chia hết cho 5. Tuy nhiên là không thỏa mãn đề bài. Những số khác nhau. À, thầy bổ sung những chữ khác nhau các bạn ạ, cho thầy sót. Cho nên thành ra bạn Yến Nhi mới comment như vậy đó, thầy sót. Đây là hai chữ số vậy khác nhau. Các bạn bổ sung chữ khác nhau vô cho thầy đi. Viết làm bộ làm mũi tên giống như thế này. Làm cái chữ V thế này này. Bổ sung thêm chữ khác nhau. Số hai chữ số này phải khác nhau là bởi vì đề bài này. Hai chữ số phải khác nhau, thấy không? Còn số 55 là có hai chữ số giống nhau rồi. 555 là hai chữ số 5 giống nhau rồi. Tiếp tục nha. Chúng ta đến với câu C. Câu C thì chúng ta cũng... thêm chữ khác nhau ở đây nữa. Đó. Từ các số 0, 2, 5 viết được thành các số có hai chữ số khác nhau mà chia hết cho gì nhỉ? Câu C là chia hết cho cả 2 và 5. Cho cả 2 và 5 là chia hết cho cả 2 và 5 là. Rồi. Mời một bạn trả lời, còn những bạn khác thì hãy comment. Trả lời với một chat bằng comment. Mời bạn Dương Gia Huy nào. Dạ thưa thầy, là số 20, số 50, với lại... hết rồi thầy. À, với lại hết rồi à. Rồi, như vậy là có hai số bạn tìm được. 20 và 50 tận cùng là 0. Tận cùng là 0 thì sẽ chia hết cho cả 2 và 5. Câu trả lời của bạn là chính xác. Không còn số nào nữa. Vậy thì bạn nào đã hiểu hết lời giải của bài tập 3 hãy comment số 3 nào. Rồi, tuyệt vời. Chép vào vở nhé. Chép bài đầy đủ vào vở nhé. Tiếp tục. Chúng ta có bài tập 4. Tập 4 à. Dùng 3 chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có 3 chữ số. A nhỏ là thỏa mãn điều kiện. Thứ nhất là nhập 3 chữ số này phải là số nhỏ nhất. Điều kiện thứ hai đó là chia hết cho 2. Rồi các bạn hãy comment vào một chat đi. Đáp án của câu A cho thầy. Comment đáp án chat câu A nào. Một số bạn đã bắt đầu comment rồi. 594
nhiều bạn comment 594, rất tốt. Các bạn comment là đang trả lời đấy. Đó. Các bạn comment là đang trả lời đấy. Đã. Như vậy chúng ta sẽ trả lời thế nào nhỉ? Câu A trả lời thế nào nhỉ? Dùng 3 chữ số 4, 5, 9 ghép thành số có 3 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2. Chúng ta chỉ cần ghi là số thỏa mãn đề bài được rồi. Nhỏ nhất chia hết cho 2. Đó là số nào nhỉ? Nhỏ nhất thì số đầu tiên phải là 4. Chính xác. À, chưa được. Nhỏ nhất thì đầu tiên là 4 thì hợp lý. Nhỏ nhất thì đầu tiên 4 hợp lý. Nhưng mà lấy số 4 rồi, lấy số 4 mất tiêu rồi, thì xíu nữa sẽ không có tận cùng là chỉ số chẵn để chia hết cho 2 nữa. Do đó số 4 đầu tiên lại không được. Vậy thì số đầu tiên là chuyển sang là số 5. 5 rồi đến số mấy? Đến số 4 cũng không được. Nếu mà đến số 4 thì tận cùng là 9. Tận cùng là 9 thì không chia hết cho 2. Vậy thì phải đến 9 và cuối cùng đến 4. Rồi, chính xác. Rồi, câu B nào. Vậy câu A là đúng rồi đó. Số nhỏ nhất có 3 chữ số. Được ghép từ số 459. Đó là số 594 ấy. Mà chia hết cho 2. Câu B là số nào nào? Số lớn nhất và chia hết cho 5. Muốn chia hết cho 5 thì tận cùng chắc chắn phải là 5. Như vậy câu B. Số thỏa mãn đề bài là đầu tiên lớn nhất thì số đầu tiên ta ưu tiên là số 9 để cho nó lớn nhất. 9 là lớn hơn lớn nhất. Tiếp theo là số cuối cùng là số 5, vậy số ở giữa phải là số 4. Vậy thì lớn nhất mà có 3 chữ số mà chia cho 5 đó là số 945. 945. Một số bạn comment là 495 Bùi Hải Bình chẳng hạn. Sai rồi. Là sai rồi. Quốc Tuấn comment 495 là sai rồi. 495 là hoàn toàn sai. Nó không phải là số lớn nhất. Đó. Nhiều bạn comment Quốc Việt rồi nhiều bạn đó, comment 495. Trời ơi, buồn quá. Các bạn hãy so sánh 495 với 945 thì số nào lớn hơn. Số này đi ở câu B là yêu cầu là phải lớn nhất cơ mà. Còn ở câu A yêu cầu là nhỏ nhất. Đọc kỹ đề mới làm được. Bây giờ ai hiểu bài tập 4 rồi thì hãy comment số 4 vào. Ai hiểu bài tập 4 thì comment số 4. Rồi. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 5. Xin mời một bạn đọc đề bài tập 5 nhé. Thầy mời bạn Minh Phúc nào đọc đề bài nào. Minh Phúc là không... Sao không thấy cái mục micro ở đâu nhỉ? Không thấy micro luôn. Mời bạn Phạm Ngọc Hà Linh nào, đọc đề bài giùm thầy nào. Thưa thầy là không thực hiện phép tính hay tính tại sao? A bằng 6. Giải thích tại sao? Mất rồi. Thưa thầy là... Đọc lại đi. Đọc lại đề bài đó thầy. Đúng rồi. Thưa thầy là câu 5. Không thực hiện phép tính. Hãy giải thích tại sao. Đọc luôn hả thầy? Đúng rồi. Câu A. A bằng 61.782 cộng 94.656 trừ cho 76.320
chia hết cho 2. Câu B, B bằng 97.465 trừ cho 61.820 cộng cho 27.465 chia hết cho 5. Rồi. Cảm ơn bạn Hà Linh. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ để làm câu A. Lớp hãy suy nghĩ làm câu A. Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao biểu thức A là bằng tổng hiệu của ba số này chia hết cho 2. Chúng ta dựa vào tính chất chia hết của một tổng và một hiệu đã học ở buổi bài 7 rồi. Nếu số có tổng các chữ số chia hết cho 2 thì tổng đó chia hết cho 2, tổng hoặc hiệu. Đúng không? Nếu trong tổng hoặc hiệu ở đây thì chúng ta xét này. Tổng hiệu này biểu thức A là chúng ta có 3 số hạng. Cả ba số hạng này thì tận cùng là 2, tận cùng là 6, tận cùng là 0 thì chắc chắn là chia hết cho 2. Vậy suy ra tổng hiệu này chia hết cho 2. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta không cần thực hiện phép tính. Chúng ta không cần tính tổng này bằng bao nhiêu hết. Cái này thì khá đơn giản. Ta có số hạng thứ nhất là 61.782 chia hết cho 2. Số hạng thứ nhất của tổng đấy, chia hết cho 2. Được 3 chấm nhé, mấy 2 chấm nhé. 3 chấm mới là chia hết cho nhé. Số thứ hai đó là chấm phẩy đi. 94.656 cũng chia hết cho 2. Chấm phẩy đi. Số thứ ba đó là 76.320 cũng chia hết cho 2. Này chưa đẹp. Vậy thì số hạng ta suy ra biểu thức bao gồm tổng của ba số 61.782 cộng tổng và hiệu của ba số chứ, 94.656 trừ đi 76.320 là chia hết cho 2. Bởi vì cả ba số hạng của tổng hiệu là cùng chia cho 2. Vậy nói tóm lại, biểu thức A là chia hết cho 2. A là bằng tổng của ba số hạng đó chia hết cho 2. Vậy là xong. Chúng ta không hề tính tổng mà vẫn biết được tổng này chia hết cho 2. Vậy thì tương tự các bạn có thể làm được câu B, lời giải y chang như thế. Lời giải y chang như thế. Thầy xin mời bạn một bạn đọc lời giải câu B nhé. Đọc được không? Ai đọc được lời giải câu B hãy giơ tay nào. Xin mời bạn. Nhiều bạn rất là tích cực cực kỳ luôn á. Thầy biết là chắc chắn bạn đó sẽ trả lời được, nhưng mà các bạn thầy muốn bạn đọc comment đi. Bạn đó trả lời thì nhiều khi tiết lộ mất bí mật của lớp. Comment đi để cho những bạn khác cũng được trả lời, có cơ hội trả lời. Mời bạn Hữu Khang này coi nào. Dạ thưa thầy. Rồi. Ta có gì? Ta có 97.485 chia hết cho 5. Rồi tiếp theo. 61.820 chia hết cho 5. 27.465 chia hết cho 5. Đúng rồi, cả ba số hạng và tổng hiệu này cùng chia cho 5. Suy ra. Hiểu chia hết hiểu biết cho đẹp nha, ba chấm nha. Rồi. Thẳng hàng. Xuống hàng suy ra. Mở ngoặc. Sao? 97.485 trừ 61.820 cộng 27.465 đóng ngoặc chia hết cho 5. Vậy biểu thức B
Chia hết chia cho. Hết cho 5. Rồi, thì cảm ơn bạn. Bấm mic đi. Cảm ơn bạn Khang nha. Đó. Như vậy là cả ba số hàng của tổng hiệu này tận cùng là 5 hoặc là 0 ấy, thì chia đều chia hết cho 5. Vậy suy ra tổng hiệu này sẽ chia hết cho 5, là cách khác là biểu thức B và ta lại chia hết cho 5. Rõ ràng ta không cần tính giá trị biểu thức B mà vẫn biết được rằng biểu thức B chia hết cho 5. Dựa vào tính chất chia hết của tổng hiệu đã học ở trong tiết trong cái bài bài nha. Bạn nào hiểu được lời giải bài tập 5 thì hãy comment số 5. Ai hiểu hãy comment số 5. Rồi. Tiếp tục. Chúng ta sang bài 6. Có một số bạn là chuẩn bị đến 7:30 là cho phép rời lớp nha. Có một số bạn. Đúng 7:30 là cho phép rời lớp. Sang bên nào? Học lớp chủ nhiệm. Các bạn sang bên đó cũng chưa học liền đâu. Phải chờ 5-10 phút mới học. Rồi. Còn chúng ta học xong bài 6 là chuyển sang bài mới thôi. Chuyển sang bài tập bài 6 là chuyển sang bài tiếp theo. Bài, dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9, đúng không? Xin mời một bạn đọc cho thầy đề bài tập 6. Đề bài tập 6. Xin mời bạn Trần Thừa Minh Đăng nào. Alo thầy, có nghe con nói không thầy? Có. Được rồi. Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết khi hát tốt ca. Xếp theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người. Rồi, cảm ơn bạn. Các bạn hãy suy nghĩ và comment đáp án vào một chat cho thầy nhé. 8 giờ học xong đấy bạn Bùi Hải Bình. Lúc nào chẳng như thế, 6 giờ đến 8 giờ học 2 tiếng. Đáp án Thành Trung đã comment đáp án rồi, 18 người. Còn bạn đầu tiên. Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Múa đôi nhé. Số người của đội được xếp vừa hết. Múa đôi là múa mấy người các bạn? Các bạn có biết múa đôi là múa bao nhiêu người không? Múa đôi. Cụm từ múa đôi này này. Múa đôi này, comment vào một chat cho thầy múa đôi là múa bao nhiêu người? Đúng rồi, múa đôi là múa 2 người. Múa đôi là múa 2 người. Như vậy là nếu như múa 2 người á thì số người của đội là xếp vừa hết. Như vậy rõ ràng là số người của đội sẽ chia hết cho 2. Do là số người của đội là xếp vừa hết khi múa đôi á, do đó số người của đội chia hết cho 2. Tiếp tục nhé. Khi hát tốc ca theo nhóm, mỗi nhóm thì gồm 5 người, nhóm là gồm 5 người, thì đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Như vậy là cái số lượng người của đội văn nghệ này chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 người thì còn thừa mất 3 người nữa. Và đội văn nghệ đó có khoảng bao nhiêu người? Đó là câu hỏi đề bài. Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 đến 20 người. Xin mời bạn, có một bạn ứng cử câu này cho em. Xin mời bạn Thành Trung nào. Em sẽ trình bày lời giải thế nào nào? Thưa thầy, là em không trình bày lời giải nhưng mà em trình bày theo cái logic suy nghĩ của em nãy giờ. Rồi bạn cho bạn trả nói đi. Thì đề bài cho biết rằng là đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người. Có nghĩa là khi mà múa tốt ca là phải có 5 người. Là chúng ta là phải có 3 nhóm trở lên mà thừa ra 3 người. Thì mấy 5 nhân 3 cộng 3 là ra 18 người. Đó là cái suy nghĩ logic của bạn Thành Trung. Hợp lý. Hợp lý. Thành Trung là đáp án chính xác. Thực chất là em xong phần bài tập thì bắt đầu bài 1 rồi. Cho em Hồ Hình Nhân, đúng rồi, bạn Hồ Hình Nhân giỏi lắm. Thầy biết bữa giờ Hồ Hình Nhân là
rất là tích cực. Rồi, đó là một câu trả lời nhé. Bây giờ thầy cảm ơn bạn Thành Trung, suy nghĩ thầy khen là rất là tốt, thông minh. Tiếp tục thầy mời bạn Hồ Hiền Nhân, ý kiến của Hồ Hiền Nhân là thế nào, suy luận thế nào? Thầy, em giải bài là đầu tiên em ghi là số người thích hợp để chia nhóm hát quốc ca là 15 và 20 người, phạm vi số người trong đội văn nghệ từ 15 đến 20 người, dạy số người của đội văn nghệ nếu chọn có 15 người trong nhóm hát quốc ca là lấy 15 cộng 3 bằng 18 người, thỏa mãn số người của đội văn nghệ nếu chọn có 20 người trong nhóm hát quốc ca là 20 cộng 3 bằng 23 người, không thỏa mãn, vậy đáp số là 18 người. Bạn nói lại thật chậm chậm cho cả lớp nghe thôi. Nói nhanh quá cả lớp không nghe kịp. Dạ, to lên tí. Dạ thưa thầy, em ghi là số người thích hợp để chia nhóm hát tốt ca là 15 người và 20 người. Vì nó có thể chia được thành các nhóm mà có đủ 5 người đó thầy. Em ghi tiếp theo là phạm vi của số người trong đội văn nghệ từ 15 đến 20 người. Vậy thì số người của đội văn nghệ nếu chọn có 15 người trong nhóm hát tốp ca là lấy 15 cộng 3 bằng 18 người, thỏa mãn đề bài. Số người của đội văn nghệ nếu chọn có 20 người trong nhóm hát tốp ca là 20 cộng 3 bằng 23 người, không thỏa mãn đề bài. Như vậy thì đáp số... số người của đội văn nghệ là 18 người thầy. Rồi, đúng rồi, rất tốt. Đô, hay đấy chứ, hay đấy. Thầy thấy cả hai bạn đều đưa ra lời giải. Được. Nhưng mà lời giải có vẻ như lời giải vừa rồi của bạn Hiền Nhân cũng đầy đủ hơn, đầy đủ hơn. Tốt. Có ai muốn đưa ra lập luận nào nữa không? Có ai đưa ra lập luận nào khác không? Hãy comment vô một chat. Rồi. Có ai nữa không? No, hợp con bà Lý rồi. Nhà bà Lý rồi nhá. Bạn Hình Nhân vừa nói thì thấy là suy luận đó là hợp lý. Ta thấy này, trường hợp khi hát tốp ca theo nhóm mà mỗi nhóm có 5 người. Trường hợp khi hát tốp ca theo nhóm mà mỗi nhóm có 5 người thì số người sẽ chia làm hai trường hợp. Người chia làm hai trường hợp là trường hợp là 15 người hoặc là 20 người thôi. Mới chia hết cho 5 được, đúng không? Chia cho 5. Và nếu số người là 15 á, số người là 15 á thì đội con văn nghệ còn thừa ra 3 người. Vậy thì suy ra tổng số người đội văn nghệ sẽ là 15 cộng 3 là 18 người. 18 thì chia hết cho 2. Vậy thì suy ra số 18 thỏa mãn đề bài. 18 cũng là thuộc từ 15 đến 20 người nữa. Còn trường hợp 2, nếu đội văn nghệ có 20 người, tức là mỗi để mỗi nhóm có 5 người thì trường hợp còn lại là đội văn nghệ có 20 người thôi. Nếu đội văn nghệ có 20 người thì tổng số người của đội văn nghệ sẽ là cộng thêm 3 nữa. 20 cộng 3 là 23 người. 23 người thì rõ ràng không thỏa mãn đề bài bởi vì vượt qua cái số lượng, vượt qua số lượng mà biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 đến 20 người, vượt qua số lượng cho phép. Ngoài ra số 23 cũng không chia cho 2 nữa, vô đôi mà. Yeah. Chúng ta thật ra là có nhiều lời giải để làm bài này các bạn, nhiều lời giải. Lập luận giống như bạn vừa rồi là hoàn toàn bằng lời cũng được. Hoàn toàn bằng lời, không cần phải ký tự.
Rồi cho một số bạn là đến giờ rồi, cho một số bạn là out để đi sang lớp 6-7, lớp 6-7 cấp 2 dự án. Out đi để đi đi học về lớp kia nhá. Các bạn đi đi. Rồi thì có gì thầy gửi mai thầy gửi video nhá. Có 4-5 bạn gì đó thôi. Năm bạn rồi. Tuy nhiên, chúng ta có thể lời trình bày lời giải của cái bài vừa rồi như sau. Chúng ta có thể lập luận ngắn gọn hơn như sau. Đội văn nghệ có khoảng từ 15 đến 20 người. Ở văn nghệ của ta là có khoảng từ 15 đến 20 người. Mà khi múa đôi thì vừa xếp vừa hay được xếp vừa hết. Khi múa đôi thì được xếp vừa hết. Nên số người của đội văn nghệ, tổng số người của đội văn nghệ là chia hết cho 2 bao gồm các số. Chia hết cho 2. Đây, bây giờ thầy viết lời giải này cũng hơi dài. Thầy sẽ gọi x cho nó ngắn gọn hơn các bạn. Gọi x đi. Gọi x cho nó giống toán lớp 6. Thế là lập luận thế này giống như thầy đang làm ở đây với giống như bạn Hiền Nhân là giống toán lớp 5 hơn. Thầy sửa lại thành lời giải là gọi x đi. Càng ngày càng đổi mới giống như gọi thừa số. Gọi ẩn. Gọi x là số người của đội văn nghệ. Là tổng số người của đội văn nghệ. Tổng số người. Của đội văn nghệ. Thì khi đó x của ta là chắc chắn là phải là số tự nhiên rồi. X phải là gì nhỉ? Thuộc n tập số tự nhiên và x của ta là phải lớn hơn 15, lớn hơn hoặc bằng 15 và bé hơn hoặc bằng 20, là bởi vì đội văn nghệ là có số người trong khoảng từ 15 đến 20, cho nên là x của ta lớn hơn hoặc bằng 15 và bé hơn hoặc bằng 20. Dấu này là dấu lớn hơn hoặc bằng 15 bé hơn hoặc bằng x. 15 bé hơn hoặc bằng x thì ta đọc là x lớn hơn hoặc bằng 15, còn bên này thì x bé hơn bằng 20, bé hơn hoặc bằng 15 bé hơn hoặc bằng x thì có nghĩa là x lớn bằng nhau. X là tổng số người của đội văn nghệ. X là số tự nhiên và lớn bằng 15 người. Vì lời giải nhất
đó là vừa gọi thôi nhá. Vì ở tiết mục múa đôi thì số người của đội được xếp về hết. Nên x chia hết cho 2. Nên x của ta là chia hết cho 2. Số người của đội là x, x chia hết cho 2. Thì mới là số người mới vừa hết được. Mỗi đôi tức là mỗi 2 người một tốp đấy. X chia hết cho 2. Lại có x chia hết cho 2 mà lại có x của ta là lớn hơn hoặc bằng 15. Bé hơn là bằng 20. Nên x của ta là thuộc tập hợp gồm các phần tử, đó là số tiết là 16, số chẵn tiếp theo là số 18, số 15 không lấy nhá, 15 không chia cho hai loại, 17 không chia cho hai loại, 18 có chia cho hai lấy, 16, 18 chia cho hai, rồi số 19 không chia cho hai loại, cuối cùng số 20 chia cho hai lấy. Đấy, x có thể là một trong ba số, có số 16, 18, 20. Đó là mới được cái điều kiện thứ nhất là x số người của đội văn nghệ là có thể là 16, 18, 20 người gì đó. Mới được cái điều kiện thứ nhất. Ta sang cái dữ kiện thứ hai. Đó là gì? Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm 5 người thì đội văn nghệ còn thừa 3 người. Khi hát tốp ca theo nhóm thì mỗi nhóm 5 người thì đội văn nghệ còn thừa 3 người. Do đó số người còn được đội văn nghệ là bao nhiêu? Thì như vậy trong 3 số 16, 18, 20 này ta có trong 3 số trong 3 số 16, 18 và 20 thì ta thấy chỉ có số 18 chia cho 5 dư 3. Chia cho 5 dư 3. Con số 16 mà chia 5 thì dư 1. 20 mà chia cho 5 thì chia hết cho 5 luôn. Nó không dư. Vậy thì trong 3 số này ta thấy chỉ số 18 là chia cho 5 dư 3. Đó. Đúng không? Trong 3 số này chỉ có số 18 là chia 5 dư 3. Vậy thì 18 ta thử lại nhé. Bạn Lê Tuấn Dũng làm gì đây? Lê Tuấn Dũng y requesting remote control your skin. Gì đây? Lê Tuấn Dũng học ngồi bấm linh tinh ở Lê Tuấn Dũng. À, thầy Lê Tuấn Dũng được có bấm nữa nha, bấm là thì kích tra khỏi nhóm xong bây giờ. Thôi được. Còn chờ thầy tí thì kích tra. Lê Tuấn Dũng khỏi phòng này đã nha. Rồi. Xin mời bạn Dũng ra khỏi phòng. Dũng đã được mời ra khỏi phòng rồi. Người mà bấm cái gì? Rồi. Trong 3 số 16, 18, 20 thì ta thấy chỉ có số 18 là chia cho 5 dư 3. Tập trung nha. Khi đó
thi hát tốt ca theo nhóm, mỗi nhóm có 5 người thì đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Trong 3 số 16, 18, 20 ta thấy chỉ có số 18 chia cho 53. Đó. Khi đó 18 người xếp mỗi nhóm 5 người thì đội văn nghệ còn thừa ra 3 người, còn dư ra 3 người. Đó, còn dư ra 3 người. Vậy số người của đội văn nghệ là mười tám người bạn nào ghi chép bài xong thì comment số 6 nào, comment số 6. Bạn Lê Tuấn Dũng nào, vừa rồi sao thì bấm cái gì anh? Lê Tuấn Dũng rồi. Lê Tuấn Dũng là trả lời thầy nào. Tuấn Dũng là trả lời nhanh nào Tuấn Dũng. Rồi thầy mới kích ra phải vòng mà thôi chạy vô đây rồi. Rồi thầy không khóa, chạy vô thì không khóa. Nguyên nhân gì nào? Được rồi, xin lỗi cuối buổi thầy sẽ liên hệ với phụ huynh của bạn Tuấn Dũng. Em bị lỗi máy tính. À, Tuấn Dũng bị lỗi máy tính hả? Rồi, à, là cái máy của bạn bị lỗi hả? Rồi, cấp 2 thì thông thường ta dùng lời giải nó gọi ẩn như thế, gọi X hay gọi A, gọi B như thế. Còn tiểu học thì giống như lập luận như bạn Hồ Hình Nhân vừa rồi là lập luận chính xác rồi. Không có vấn đề gì bàn cãi. Tốt. Mà dùng thấy dùng từ ngữ có vẻ giống như người lớn ạ.
Ok. Bây giờ chúng ta sang bài tiếp theo nhé. Cái phần tìm tòi mở rộng này là về nhà các bạn đọc nhé. Đọc để biết nhé. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5 này. Dấu hiệu chia hết cho 4 này. Đấy, tìm tòi mở rộng là cái phần về nhà. Ok chưa? Bây giờ chúng ta học bài 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9 nha. Các bạn hãy ghi tựa bài vào vở. Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9. Một lớn là dấu hiệu chia hết cho 3. Hãy ghi mục một lớn vào vở cho thầy. Đây cũng là nhắc lại kiến thức tiểu học thôi. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3. Thì chia hết cho 3. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Ai học cái dấu hiệu chia hết cho 3 này ở tiểu học rồi thì hãy comment cho thầy số 1 nào. Rồi, tuyệt vời, chính xác. Lợi thế là các bạn đã học ở tiểu học rồi, do đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại thôi. Các bạn nhớ học thuộc lời giải, học thuộc cả các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3. Chuẩn bị sắp tới là chia hết cho 9 nhé. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Các bạn hãy quan sát ví dụ 1 ở đây. Số nào chia hết cho 3, số nào không chia hết cho 3 trong các số sau. Thì đầu tiên là ta xét số 135. 135 thì tổng các chữ số của nó bằng mấy? 135 có tổng các chữ số bằng 9. 1 cộng 3 cộng 5 là bằng 9. 9 chia hết cho 3, vậy suy ra số 135 này chia hết cho 3. Số 2532 có tổng các chữ số bằng mấy? 2 cộng 5 là 7. 3 cộng 2 là mấy? 5. 7 cộng 5 là 12. Như vậy ở đây là 2 cộng 5 gọi là 10 cộng 2 là 12. 12 thì chia hết cho 3. Vậy suy ra 2532 này chia hết cho 3. Còn số 5161 thì có tổng các chữ số là 5 cộng 6 là 11. 11 cộng với 3 là 14. 14 thì không chia hết cho 14 thì không chia hết cho 3. Vậy suy ra số 5621 này không chia hết cho 3. Suy ra số 5621 này không chia hết cho 3. Ok chưa các bạn? Tiếp tục số 42055. Có tổng các số bằng bao nhiêu? 4 cộng 2 là 6, cộng với 0 là 6. 5 cộng 5 là 10. Cộng lại là tổng các số là 16. 16 thì không chia cho 3, vậy thì nói tóm lại số 42055 này không chia hết cho 3. Rồi. Ai hiểu ví dụ 1 thì hãy comment cho thầy số 1. Ví dụ 1 hoặc số 1. Rồi, rất tốt. Ta làm cái hoạt động số 1. Câu hỏi số 1 nha. Là câu hỏi số 1. Câu 1A, viết số có hai chữ số sao cho. Câu A nhỏ,
số đó chia hết cho 3 và 5. Số đó chia hết cho 3 và 5. Nhất một số thôi, để bài yêu cầu biết một số thôi. Các bạn hãy tìm cho thầy một số có 2 chữ số. Một số chia hết. Một số có 2 chữ số. Chia hết cho 3 và 5 là một số có 2 chữ số chia hết cho 3 và 5 là các bạn hãy comment vào một chat cho thầy đi, số nào. Câu A, có một bạn comment được một số rồi. 15. Số 15. Có ai đề xuất thêm số khác không? Các bạn đề xuất là số 60. Đúng rồi, 15 đúng, 15 là có tập các số là 1 cộng 5 là 6. 6 chia hết cho 3. Suy ra số 15 chia hết cho 3. Ngoài ra 15 thì tật cùng là 5 chia hết cho 3 nữa. Có bạn comment là 60, đúng luôn. Số 60 tật cùng là 0 chia hết cho 5. 60 có tập các số. 60 cũng chia hết cho 3 luôn. Số có 2 chia số nha. Các bạn thành comment số 120 là sao? Đọc kỹ đề đi. Số có 2 chữ số. Số 75 thì sao? 75 đúng, 75 đúng. 75 chia hết cho cả 3 và 5. Ok, vân vân. Tiếp tục là câu B nào. Một số có 2 chữ số. Đọc kỹ đề đi. 2 chữ số không phải là 3 chữ số. Chia hết cho cả 3 số. 2 3 5 là một số có 2 chữ số chia hết cho cả 3 số. 2 3 5 là số bạn comment số 30. Có bạn comment 60, có bạn 90. 390 là sai đúng chưa Hào? 390 là số có 3 chữ số đấy. À, số 30 đúng nhỉ? Chính xác. 30 thì chia hết cho cả 2 3 và 5. 30 chính xác. 60 chính xác luôn. 60 vẫn chia hết cho cả 2 3 5. 90 chính xác luôn. Nhưng mà đề bài yêu cầu là nói là viết một số thôi, cho nên ta chỉ viết một số nhá. Ta không biết thêm số nữa. Rồi. Ok chưa? Rồi. Rồi tuyệt vời. Chúng ta xong được cái dấu hiệu chia hết cho 3. Ta sang mục 2 lớn. Tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho 9. Ghi mục 2 lớn vào vở nhé. Dấu hiệu chia hết cho 9. Ghi mục 2 lớn vào vở cho thầy.
ta có dấu hiệu chia hết cho 9 cũng đã học tiểu học. Các số có tổng các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9, và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Nó cũng tương tự những dấu hiệu chia hết cho 3. Đó là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9, và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Ok chưa các bạn? Rồi ha. Rồi. Học thuộc cho thầy nha. Ai học thuộc rồi comment cho thầy. Số 2 nè, comment số 2. Rồi, nhiều bạn học thuộc rồi. Rất tốt. Bây giờ quan sát ví dụ 2 cho thầy nhé. Số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9 trong các số sau. Trước tiên ta đi tính tổng các số của nó. Số đầu tiên là số 136. Có tổng các chữ số là bằng 10. 1 cộng 3 cộng 6 bằng 10. Suy ra số này không chia hết cho 9. Tiếp theo là 3231. Có tổng các chữ số là 3 cộng 2 là 5, cộng 3 là 8, cộng 1 là 9. À, số này có tổng các chữ số bằng 9 thì chia hết cho 9. Suy ra số này chia hết cho 9. Tiếp theo là 7384. Có tổng các số là nhiều. 7 cộng 3 là 10, cộng 8 là 18. 18 cộng 4 là 22. 22 thì không chia cho 9. Suy ra 22 là không chia hết cho 9. Đúng không? Không chia hết cho 9. Vậy thì suy ra số này không chia hết cho 9. Tiếp theo. Số 66.789. Số này thì có tổng các chữ số là bao nhiêu? 6 cộng 6 là 12. 12 cộng với 12 cộng với 7. Cộng với 8 trước đi là 20. 20, 7 cộng 9 15, cộng lại là 35. Các bạn ta, 6 cộng 6 là 12. 9 cộng 7 16 cơ mà. Nhầm lẫn rồi. Cộng với 8, 20 cộng với 8 là 12 cộng 8 là 20. 9 cộng 7 là 16. 20 cộng 16 là 36. Số này là có tổng các số bằng 36. Và 36 thì chia hết cho 9. Suy ra số này sẽ chia hết cho 9. Đây là lời giải thích. Các bạn hãy quan sát lời giải. Hai số 3231 và 66.789. Có tổng các số là 9 và 36. Đều chia hết cho 9 nên các số đó chia hết cho 9. Còn thì hai số còn lại là có tổng các chữ số là 10, 22 thì đều không chia hết cho 9. Suy ra số này là không chia hết cho 9. Bây giờ ta sẽ vận dụng dấu hiệu để chúng ta làm cho thầy câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Hôm nay ta học được hai bài luôn ấy. Phần sửa bài tập bài 1 thì hết trơn rồi. Tập 12 thì chưa sửa. Cho tập 12 là cho các bạn mình nhà làm. Hay là có 5 bài thôi. 5 bài. Các bạn làm 5 bài sách giáo khoa. Rồi thầy giao thêm bài tập nữa. Cho làm trên Ajota nhá. Hỏi chấm 2. Câu hỏi số 2. Viết một số có hai chữ số sao cho. Câu hỏi nhỏ là số đó chia hết cho 9, cho 2 và cho 9. Các bạn hãy comment đáp án của câu 2A vào group chat. Comment đáp án của câu 2A vào group chat thôi. Câu 2A. Một số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9 là
chia hết cho 2 là phần tận cùng là chữ số chẵn 0, 2, 4, số 8. Còn chia hết cho 9 thì có tổng cả chữ số chia hết cho 9. Vậy thì các bạn suy nghĩ xem đó là số nào. Số nào mà 2 chữ số chia hết cho cả 2 và 9 đây. Kiểm tra chat coi nào. Một số có mạng số, một số bạn có mạng số 7, 18. Chính xác. 18 thì chia hết cho 2. 18 chia hết cho 2. Và 18 thì chia hết cho 9. Chính xác. Một số bạn có mạng số số khác, không phải 18 mà số đổi sang số khác là 90, chính xác luôn, 90. À, 54 đúng luôn. 72 đúng. Rất nhiều ví dụ đúng không? Rất nhiều ví dụ. Nhưng mà đề bài yêu cầu là tìm một số thôi, chứ không bảo tìm hết. Tìm hết thì chúng ta bắt buộc phải tìm hết, đúng không? Tìm đề, nếu mà đề bài nói là tìm tất cả các số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9. Khi mà đề bài nó tìm tất cả thì chúng ta sẽ đi tìm tất cả luôn. Từ số 10 cho đến số 99, số nào có hai chữ số mà chia hết cho 2 và 9 thì chúng ta lấy hết. Đó là tìm tất cả. Viết trong dấu tập hợp. Ở đây chỉ nói tìm một số thôi. Tiếp theo nào, câu 2B đúng. Số đó chia hết cho. Vậy là câu B, có mặt đáp án câu B đấy các bạn. Một số có, vẫn là có hai chữ số. Phẩm án đề bài này, có hai chữ số. Một số có hai chữ số chia hết cho cả ba số. Hai, năm, chín là một số có hai chữ số chia hết cho cả ba số. Hai, năm, chín là nào, có bạn vùng chắc này. Một số bạn có hai chữ số chia hết cho 2, 5 và 9 là số 90. Nhiều bạn có bạn số 90. 90 chia hết cho 2, đúng rồi. 90 chia hết cho 5, chính xác luôn. Tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. Và tất nhiên 90 chia hết cho 9 là bởi vì tổng các số chia hết cho 9. Tuyệt vời, như vậy các bạn đã tìm ra số chính xác 90. Còn số nào nữa không? Để bài nói là tìm một số, nhưng mà ngoài số 90 còn số nào? Hết rồi ha. 80 hả? Quốc Việt con số 80. 80 làm sao mà chia hết cho 9 được? 80 chia hết cho 9 được. Chia hết cả 2, 5 và 9 cơ mà. Đúng không? Rồi. Thì do hôm nay chúng ta học cả hai bài một lúc. Là bài 8 và bài 9. Bài tập 8 thì đã sửa hết bài tập. Còn bài tập 9 thì thầy dành về nhà. Buổi tới chúng ta sẽ sửa bài tập nhé.